Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Tối ngày hôm qua, ngày 18 tháng 1 năm 2021, lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh đã có đợt phát thư hẹn phỏng vấn visa định cư Mỹ thông qua trung tâm visa NVC. Đây là đợt phát lần thứ 2 của tháng 1 năm 2021. Xin mời mọi người cùng theo dõi chi tiết. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nhé. Hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn tất cả mọi người. Thông thường, lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai đợt phát thư hẹn phỏng vấn trong vòng một tháng. Thường là rơi vào các ngày trong tuần thứ 2 và tuần thứ 3 của tháng, từ ngày 9 cho đến ngày 22 hàng tháng. Và thư hẹn phỏng vấn sẽ được gửi qua email mà cô chú và các anh chị đã đăng ký với NVC trước đó. Tháng 1 này, lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh đã có hai đợt phát thư hẹn phỏng vấn. Lần thứ nhất là rơi vào ngày 5 tháng 1. Do tháng 12 là rơi vào các ngày dịp lễ cho nên là lãnh sự quán chỉ phát một lần. Và phát lần thứ hai của tháng 1 là tối ngày hôm qua, là ngày 18 tháng 1. Theo thông tin được cập nhật, thì đợt phát thư hẹn lần thứ hai này của lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát thư cho các hồ sơ diện IR1, IR2, CR1 và CR2 là các diện vợ chồng và các con nhỏ của công dân Mỹ, có ngày hoàn thành 6 bước NVC. Một số hồ sơ có ngày hoàn thành 6 bước trong tháng 11 và tháng 12 của năm 2020. Và các hồ sơ còn lại là đến ngày 10 tháng 1 năm 2021 là vừa mới hoàn thành gần đây. Các hồ sơ này được nhận thư hẹn phỏng vấn là rơi vào trong tháng 2 năm 2021. Đầu tháng 2 như là ngày 1, ngày 4 hoặc là ngày 5 tháng 2. Do đó, nếu như anh chị có ngày hoàn thành 6 bước trong khoảng thời gian này thì chúng ta kiểm tra hộp thư email hoặc là liên hệ với dịch vụ hoặc là luật sư đã làm hồ sơ cho các cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị thuộc các diện hồ sơ diện F như là F1, F2A, F2B, F3, F4 và IR5 thì chúng ta cũng lưu ý là do còn sắc lệnh ngừng cấp visa của Tổng thống đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 thì chúng ta sẽ không nhận được thư hẹn phỏng vấn đợt này do sắc lệnh vẫn còn hiệu lực. Cô chú và các anh chị chúng ta cũng lưu ý là thứ tự hồ sơ được lãnh sự quán lên lịch hẹn phỏng vấn sẽ dựa trên ngày trung tâm visa NVC xác nhận hồ sơ đã hoàn thành xong 6 bước. Do đó khi làm hồ sơ 6 bước với trung tâm visa NVC thì cô chú và các anh chị cố gắng chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đầy đủ, chu đáo để quá trình làm 6 bước của chúng ta không bị kéo dài. Và sau khi hoàn thành xong 6 bước với NVC, thì cô chú và các anh chị nên soạn sẵn hồ sơ giấy tờ cần thiết mình cần đem theo khi đi phỏng vấn. Bởi vì có một số trường hợp là lãnh sự quán gửi thư hẹn phỏng vấn rất là gấp gáp, chúng ta không có thời gian nhiều để chuẩn bị. Và điều kiện để được lãnh sự quán lên lịch hẹn phỏng vấn, thứ nhất là ngày ưu tiên trên lịch visa phải vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ. Điều kiện này không áp dụng cho các diện CR và IR, chỉ áp dụng cho các diện F. Điều kiện thứ hai là hồ sơ đã hoàn thành xong 6 bước với trung tâm visa NVC. Có nghĩa là hồ sơ của chúng ta có email hoặc là tin nhắn của trung tâm visa xác nhận là hồ sơ đã hoàn thành. Cô chú và các anh chị tham khảo, đây là một số hồ sơ nhận được thư hẹn phỏng vấn vào ngày hôm qua, vào ngày 18 tháng 1. Đây là hồ sơ có ngày hoàn thành vào ngày 7 tháng 1 năm 2021 và ngày phỏng vấn sẽ là ngày 5 tháng 2. Hồ sơ này cũng vậy, có ngày hoàn thành là ngày 7 tháng 1 và ngày phỏng vấn là ngày 2 tháng 2. Hồ sơ này thì có ngày hoàn thành là ngày 21 tháng 12 và ngày phỏng vấn sẽ là ngày 4 tháng 2. Chúng ta thấy hầu như là các ngày phỏng vấn đợt này là rơi vào ngày đầu tháng 2. Còn hồ sơ này có ngày hoàn thành xong 6 bước vào tháng 11 năm 2020 và ngày phỏng vấn sẽ là ngày 4 tháng 2 năm 2021. Còn hồ sơ này là theo diện F2A từ ban đầu và sau đó người bảo lãnh đã thi đậu quốc tịch. Sau đó thì nộp copy bản quốc tịch cho NVC xin chuyển diện và bây giờ đã nhận được thư hẹn phỏng vấn. Ngày phỏng vấn của hồ sơ này là ngày 1 tháng 2. Cô chú và các anh chị có thể thấy đây là các thông tin mà trong thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán gửi. Lãnh sự quán ghi rất rõ các thông tin về hồ sơ và lịch hẹn. Khi cô chú và các anh chị nhận được thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán, thì chúng ta có 3 việc cần làm ngay. Thứ nhất
là đăng ký online địa chỉ giao nhận visa với lãnh sự quán. Thứ hai, đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Và thứ ba là chuẩn bị hồ sơ đem theo khi đi phỏng vấn. Chi tiết về hướng dẫn đăng ký online địa chỉ giao nhận visa Điệp đã có đăng trên kênh. Cô chú và các anh chị có thể xem lại video clip này. Còn đây là video clip chia sẻ về đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo. Và quy trình khám sức khỏe và chích ngừa khi chúng ta đi khám như thế nào thì cô chú và các anh chị có thể tham khảo thêm video clip này để chúng ta chuẩn bị trước. Và thứ ba là đây là chuẩn bị hồ sơ đem theo khi đi phỏng vấn và cách sắp xếp hồ sơ, đặc biệt là diện vợ chồng và diện đính hôn, thì cô chú và các anh chị có thể tham khảo video clip này để chúng ta chuẩn bị hồ sơ của mình thật chu đáo. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là để được YouTube báo những video clip mới mà Điệp đăng lên. Cảm ơn tất cả mọi người.